Bây giờ bạn miền Nam ấy bạn Khánh Ngân sẽ bóc một bộ đồ chơi ông già Noel cho các bạn cùng xem nhá. Noel đánh đàn này. Giờ là đến bạn Khánh Ngân nha. Bạn Khánh Ngân cũng là một ông già Noel đánh đàn để bạn nhắc lên cho con. À đánh trống. Bạn Khánh Ngân là một ông già Noel đánh trống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp pin vào nhá. Nào, đây mẹ xem nào. Thay đi yếu đi này ha. Không sợ à? Sợ không? Sợ gì? Thế anh Nam đổi cho em. Anh Nam đổi đánh đàn cho em. Đấy. À, bạn Khánh Ngân thích bộ đồ chơi đánh đàn hơn. Mình cũng phải Nam chơi bộ đánh trống nhá. Đấy, ông già rồi, em đang đánh trống đấy.